Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của mình. Hôm nay Jason muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm mua cổ phiếu khi nó vừa mới lên sàn chứng khoán. Thì như các bạn biết đó, có vô số tất cả công ty ở trên thị trường chứng khoán. Mình sẽ không biết cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào xấu khi nó vừa lên sàn, gọi là lên IPO. Khi nó vừa lên sàn thì hầu như mọi người đều háo hức muốn mua nó ở cái giá rẻ lúc ban đầu. Nhưng làm sao mình biết khi mình mua vào nó tiếp tục đi lên hay là đi xuống? Thì việc đầu tiên, trước khi các bạn muốn mua một cổ phiếu nào đó chuẩn bị lên sàn IPO thì các bạn phải nghiên cứu, tìm hiểu công ty đó là công ty gì và công ty đó làm ra tiền hay không trước khi các bạn đầu tư. Tại vì khi mà các bạn chỉ nghe người ta nói, nghe người khác nói rằng công ty này ngày mai lên sàn chứng khoán mà các bạn mua vội vã vào thì khả năng các bạn thua hầu như là rất là cao. Cho nên mình phải make sure mình biết đó là công ty gì trước khi mình mua bán vào. Ok. Thứ nhì, trước khi các bạn mua, các bạn cũng phải biết cái giá của công ty đó nó mắc hay là rẻ, có hợp lý hay không. Nếu mà nó vượt quá tầm tay của các bạn hay là nó quá mắc đi thì các bạn không nên mua, tại vì các bạn có thể chờ cho nó xuống hoặc là có thể tìm những công ty hợp với túi tiền, chứ không phải công ty nào lên sàn các bạn thấy vậy cũng nên mua. Ok. Nhưng kinh nghiệm của mình thì mình có thể nói như thế này, đây cũng là kinh nghiệm cá nhân của mình mà thôi. Khi một công ty lên sàn, và nếu như đó là công ty mà trước khi lên sàn đều gọi là marketing hay là có thể được bàn tán rất là nhiều khắp nơi, hầu như ai cũng nghe đến, ai cũng biết đến, mặc dù có những người có thể không biết đó là công ty gì nhưng mà người ta đã được gọi là marketing, được đồn thổi lên rất là nhiều, thì khi công ty đó lên sàn khả năng nó đi lên rất là cao liền lập tức. Mình nói ví dụ công ty như là Rivian là về xe hơi, tin là lên sàn và sau đó trong ngày đầu tiên nó đã lên đến mấy chục đồng sau đó hơn. Thì các bạn thấy đó, Rivian theo cá nhân của mình không hẳn là một công ty tốt, nhưng vì trước khi nó lên sàn nó đã PR, nó đã marketing rất là nhiều, nhiều người đã biết đến vì nó làm xe hơi, xe điện trong thời gian qua có gây rất nhiều cạnh tranh và tranh cãi. Thành ra khi nó lên sàn người ta háo hức muốn mua, cho nên người ta đã nâng, gọi là pump cái giá nó lên rất là nhanh khi vừa là lên sàn. Một ví dụ khác cho các bạn thấy là công ty Snowflake, ok, symbol là Snow, S-N-O-W. Thì công ty này với sự hậu thuẫn của ông tỷ phú Warren Buffett thì trước khi lên sàn người ta cũng đã bàn tán về nó rất là nhiều, và vì ông Warren Buffett là cổ đông rất là lớn của nó cho nên khi nó lên sàn dĩ nhiên người ta sẽ tin tưởng vào ông ta, người ta mua theo, và rất là nhiều cổ đông hay có thể nói rất nhiều nhà đầu tư lớn họ pump, họ nâng cái giá của nó lên liền lập tức trong ngày đầu tiên. Mới lên sàn ngày đầu tiên mình còn nhớ là 120 mấy đồng, sau đó nó lên thành 240 mấy đồng, còn giá hiện tại thì nó đã xuống. Nhưng cái mình muốn nhấn mạnh ở đây là khi những công ty nào vừa mới lên sàn mà các bạn biết về công ty đó mà các bạn hiểu rõ thì khả năng nó tiếp tục đi lên rất là nhanh. Còn nó lên bao lâu thì mình không biết, nhưng khi mình trade những stock như vậy thì mình trade theo cái kiểu gọi là cơ hội, có nghĩa là khi nó vừa lên sàn mình thấy giá hợp lý mà biết công ty này công ty đang gây tranh cãi thì mình mua vào, khi có lời mình bán ra liền lập tức, mình không để lâu. Không để lâu là sao? Ví dụ trong ngày đầu tiên mình mua vào, mình có lời một tiếng sau đó hay là 10 phút sau đó mình cũng bán, mình không có để qua ngày hôm sau. Vì mình không biết những nhà đầu tư lớn họ có gọi là xả hàng hay không, họ có vừa mua xong có lời họ liền lập tức chốt lời họ bán ra thì mình không bán kịp mình sẽ lỗ. Nhưng mà theo kinh nghiệm như mình chia sẻ thì thường thường những công ty nào vừa mới lên sàn mà công ty đó là công ty có tiếng tăm, công ty đang gây tranh cãi, công ty tốt, hoặc là nói chung là những công ty mà nhiều người biết đến dù cho người ta không biết nó là sản phẩm như thế nào mà nó đã được gọi là marketing PR rất là lớn thì khả năng nó bay rất là nhanh trong ngày đầu tiên. Thì các bạn có thể đánh theo cái kiểu đó, gọi là theo cái trend của nó, chứ đừng có mua long term nếu như các bạn không biết công ty đó thực sự như thế nào. Ok, thì hy vọng khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán có những cái trend, có những cái opportunity như vậy thì các bạn cũng có thể trade theo kiểu đó. Và luôn nhớ rằng mặc dù các bạn biết đó là công ty gì nhưng ngày đầu tiên các bạn cũng đừng có nên mua quá nhiều, tại vì nó sẽ đi xuống lại. Hầu như 10 công ty, hết 10 công ty đều sẽ có kết quả như vậy. Khi nó vừa lên sàn nó sẽ lên rất là nhiều, rất là nhanh, nhưng sau đó nó sẽ xuống lại cũng rất là nhanh và rất là nhiều. Thì các bạn cũng đừng nên invest quá nhiều vào một công ty như vậy vào ngày đầu tiên. Các bạn có thể mua
với khả năng cho phép, rồi khi có lợi các bạn bán ra, rồi sau này khi các bạn thấy cơ hội trở lại, ví dụ khi nó xuống lại các bạn có thể mua nhiều lúc này, chứ đừng mua hết tiền cùng một lúc. Tại vì rủi mà nó đi xuống một cách trầm trọng không lên lại thì các bạn khó mà gửi lại. Ok, cũng như tất cả cổ phiếu nào và vào thời điểm nào cũng vậy, các bạn đừng có nên invest tất cả số tiền vào cùng một lúc, mà các bạn luôn luôn invest theo kiểu dollar cost average mà Jason cũng nhấn mạnh rất nhiều lần trong nhiều video. Ok, các bạn nên lưu ý rằng không phải những công ty penny stock lên sàn là các bạn nên mua. Ok, tại vì những công ty penny stock là những công ty nào mà gọi là 5 đồng trở xuống, và penny stock thì mình đã nói rồi, đó là những công ty không có tên tuổi, những công ty không có tiếng tăm. Cho nên khi các bạn đầu tư, đừng thấy những công ty penny stock lên sàn mà các bạn mua là rất là nguy hiểm, các bạn phải cân nhắc. Ok, dĩ nhiên có những công ty penny stock lên sàn nó cũng phát triển, nhưng hầu hết penny stock cực kỳ nguy hiểm, cho nên các bạn phải cân nhắc, không phải công ty nào lên sàn các bạn cũng nên mua. Ok, rồi nếu như các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ việc comment trong cái video này below thì mình sẽ giúp các bạn trả lời những thắc mắc đó. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi những video của mình làm, và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn cứ việc comment, like, nói cho mình biết, chia sẻ cho bạn bè và những người các bạn biết để mọi người đều cùng nhau học hỏi. Như mình cũng thường hay nói kiến thức là vô tận, bản thân mình cũng luôn luôn học hỏi từ những người này người kia, thành ra mình rất là vui khi các bạn comment, các bạn chỉ ra những cái hay, cái đúng, cái sai vân vân trong những video của mình, thì mình sẽ improve nó next time. Alright, sắp đến Thanksgiving rồi thì mình chúc cho các bạn có một ngày sắp đến Thanksgiving rồi thì mình chúc cho các bạn được bình an bên gia đình và người thân. Nếu các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán thì mình cũng chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn, học hỏi được càng nhiều càng tốt, và về lâu dài thì tài khoản các bạn càng ngày càng tăng. Và điều quan trọng là chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe và gia đình của bạn luôn bình an. Vì mình không trade hôm nay thì ngày mai mình trade, nhưng mà sức khỏe mình cần phải có mỗi ngày. Alright, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay một lần nữa, và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Happy Thanksgiving and have a good weekend.